Chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai giới thiệu thêm một cây cảnh ở trong nhà. Đó là cây spider, tên tiếng Việt Nam là cây lan chi. Ngoài ra nó còn có tên là lục trảo thổ. Cây nhện hình thành từng cụm lá giống như lá cỏ uốn cong và có hai màu, màu xanh và màu trắng. Màu trắng ở chính giữa và màu xanh bao chung quanh. Và tên gọi của nó là cây nhện tại vì nó thường sinh sản những cây con mọc ra từ cái nhánh của nó các bạn. Đây, cái nhánh của nó, nó sẽ mọc ra từ cái đầu của cái lá này và treo lơ lửng ở trên không gian, nên người ta mới đặt tên nó là cây nhện. Thì cây nhện nó có hoa nhỏ màu trắng trên những nhánh cây dài và cong từ ở trong thân của nó. Tức là đây, các bạn nhìn thấy nó mọc ra những cái cây những cái nhánh mà màu trắng ở trong này là nó sắp ra hoa đó các bạn. Và khi mà nó trổ ra dài và cong nên người ta mới gọi nó là cây nhện. Đây là một trong những cái cây cảnh trồng trong nhà dễ thích nghi và sinh trưởng các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ nói về cách trồng cây nhện này đúng cách. Trước hết là mình phải sử dụng đất trồng có chất lượng tơi xốp. Thì theo như Quỳnh Mai trồng thì những cây trồng trong chậu, Quỳnh Mai luôn luôn dùng đất potting mix để trồng những cây trong chậu để cho nó tơi xốp và nó thoát nước. Rồi mình phải thay chậu lớn hơn khi vào mỗi mùa xuân để cho nó phát triển. Hoặc là mình sẽ chia cây mẹ ra thành nhiều cây nhỏ hơn thì nó mới tốt các bạn. Nếu các bạn để nguyên cái chậu này thì các bạn phải dùng cái chậu lớn hơn để bỏ nó vào để cho nó phát triển ra cây con. Và còn muốn lấy giống, nhân giống thì các bạn sẽ bứng nguyên cái bụi này ra và lấy từng cây xẻ bụi đó các bạn. Xẻ bụi ra thì lấy từng cây nhỏ ra trồng vào những cái chậu khác. Cái điều thứ hai mình nên nói là mình đặt cây nhện này ở chỗ có ánh sáng phù hợp. Tức là mình đặt cây nhện ở cửa sổ có ánh sáng vào như là cửa sổ hướng đông hoặc là cửa sổ hướng tây để có ánh sáng chiếu vào trực tiếp các bạn. Và khi mà mình đặt cái chậu cây nhện này gần cửa sổ thì các bạn cũng phải chú ý là cách xa cửa sổ cỡ chừng 2 tấc 3 tấc để khí lạnh không có ảnh hưởng vào cho nó. Còn nếu mà mình trồng cây nhện nhện này ở ngoài thì phải đặt nó ở bóng râm các bạn. Nói về tưới nước thì mình tưới nước ở nhiệt độ thường, rồi sử dụng nước chân cất hoặc nước mưa để nó không có bị héo lá. Tức là khi mà mình tưới nước cho nó thì mình dùng nước chân cất, nước mưa để những cái đầu lá này nó không có thành màu vàng các bạn. Nếu mà dùng nước máy thì trong nước máy nó có pha nhiều thuốc tẩy thì cái lá của cái cây nhện nhện này nó sẽ héo thành màu vàng. Thì khi mình tưới nước nó thì mình phải cho nó thoát nước. Tức là khi mình tưới nước nó ở trong chậu này, mình tưới nó đậm nước thì nước nó chảy ra phía dưới.
thì mình lấy cái nước đó mình bỏ chứ không được tưới lại trở lên các bạn. Còn về bón phân thì mình bón phân cho cây nhện này mỗi tháng một lần, vào mùa xuân và mùa hè. Còn môi trường của nó thì nó thích hợp với nhiệt độ từ 5 độ C cho đến 30 độ C các bạn. Khi mà mình cắt tỉa cho cây nhện nhện này thì mình thường xuyên loại bỏ những cái lá vàng úa và cắt những cái lá héo ở phía trên đầu nhọn của nó các bạn. Đây, như cái lá này nó bị màu nâu ở trên nè, thì mình sẽ cắt bỏ. Thì cây nhện này nó có khả năng lọc sạch không khí các bạn. Nên cây nhện này người ta rất thích trồng ở trong nhà để nó lọc sạch không khí ở trong nhà. Nó là một trong 10 cây có khả năng lọc sạch không khí trong lành đó các bạn. Cây nhện nhện này nó có củ nên người ta thường nhân giống nó bằng cái củ đó các bạn. Tức là khi mà mình tách bụi nó ra thì ở dưới những cái cây đó là những cái củ của nó, thì người ta dùng những cái củ đó người ta đem trồng. Thì cây nhện này có thể trồng ở ngoài trời vào mùa hè và mùa xuân. Còn khi tới mùa đông tới thì mình phải đem vô nhà. Mà trồng ngoài trời thì mình phải trồng ở dưới bóng râm nữa các bạn. Khi mà cây nhện nhện này nó mọc ra những cây con ở đầu lá thì các bạn có thể nhân giống bằng cách lấy những cây con đó đem dăm xuống đất để làm quà biếu cho bạn bè, hoặc là mình gây giống ra thành nhiều bụi khác nhau. Cây nhện nhện này cũng có thể trồng ở trong nước các bạn. Khi mà mình dăm, mình bứng nó lên, mình lấy một cây con rồi mình để vào trong ly nước để trồng, thì nó có thể trồng ở trong nước, nó sẽ ra rễ. Và từ cái gốc của cái cây mà mình dăm vào nước đó, nó sẽ mọc lên cây con các bạn. Và khi cây con nó ra rễ thì mình có thể tách cây con đó ra để mình trồng thêm một chậu khác. Đó là cách nhân giống. Vậy thì mình mai nói lại cái cây nhện này có ba cách nhân giống. Trước hết đó là dăm cành, tức là mình tách bụi xong rồi mình lấy một cái cây đem bỏ vào trong cái ly nước để cho nó mọc cây con. Cách thứ hai là mình tách bụi, tức là mình đổ ra hết tất cả cái chậu này rồi mình tách ra từng cây một mà mình trồng vào những cái chậu nhỏ nhỏ khác nhau. Cách thứ ba là mình đợi cái lá của cái bụi này nó mọc ra cây con lòng thòng chung quanh, thì các bạn có thể lấy cây con đó trồng thành một bụi mới. Đó là ba cách nhân giống. Còn cây nhện này nó có ý nghĩa phong thủy là làm cho gia chủ được được sức khỏe tốt, với lại đem lại tiền tài cho gia chủ đó các bạn. Rồi một phần
Đặc biệt nữa là cây nhện nhện này có chất độc gây cho chó mèo. Nên khi mà mình trồng cái cây này thì mình nên để ở treo ở trên cao. Thường thường thì cái cây này người ta treo trồng trong những cái chậu rồi treo ở trên patio có những cái móc người ta treo toàn ten trên đó để cho những cái lá nó có cây con lòng thòng xuống rất là đẹp các bạn, hoặc là để ở trên cái kệ cao cho nó lòng thòng xuống thì cái cây nhện này người ta trang trí rất là đẹp nhờ những cái cây con nó ra lò xo chung quanh cái cây chính đó các bạn. Nên cây nhện này là một cây cảnh để trang trí rất là đẹp luôn. Và cái cây nhện này có chất độc ảnh hưởng đến chó mèo nên mình cần phải treo lên cao. Vậy hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách trồng và chăm sóc cây nhện, tức là cây cỏ lan chi. Thì cách trồng là trồng vào trong đất tơi xốp dễ thoát nước. Vậy nói về cách chăm sóc thì cây nhện này nếu trồng trong nhà thì nên để gần cửa sổ ở hướng đông hoặc hướng tây, nhưng mà cách cửa sổ cỡ chừng 3 tấc để cho ánh sáng không có ảnh hưởng nhiều đến cây nhện này. Nói về hình dáng thì cây nhện này nó có đặc điểm là ra cây con ở những cái đầu lá nên tạo thành ở đầu lá rồi những cây con nó rủ xuống nên tạo thành cái cảnh rất là đẹp. Nên cái cây nhện này dùng để trang trí, các bạn có thể trồng vào trong chậu treo ở ngoài patio hoặc là các bạn để trên cái kệ cao cho nó rủ xuống, lá nó mềm mại giống như là lá cỏ nhưng mà nó lớn hơn, nó có hai màu chính giữa màu trắng và bao chung quanh là màu xanh, hoặc là có loại màu xanh hết. Thì cây nhện này nó có đặc điểm tốt đó là nó thanh lọc không khí, lấy chất độc ở trong không khí rất là tốt cho sức khỏe con người. Còn về ý nghĩa phong thủy thì nó mang đến cho con người là tài lộc và sức khỏe dồi dào, tức là trồng nó ở trong nhà thì nó thanh lọc không khí, nó là một trong 10 loại thanh lọc không khí rất là tốt, loại bỏ cái những khí thải xấu như được thải ra từ trong máy computer hoặc là những dụng cụ điện tử khác, nên người ta rất thích mua nó để trồng ở trong nhà đó các bạn. Còn nói về vấn đề chăm sóc thì mình trồng trong phân dễ thoát nước, xong rồi mình tưới nước nó thì nó không thích bị úng nên mình tưới nó 1 tháng 2 lần. Còn nếu trồng ngoài trời thì mình để nó ở dưới bóng râm, nó không có thích ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao nên mình trồng nó ở dưới bóng râm. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe bình an. Ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.